Tiểu sử thầy Thích Chí Chơn. Thượng tọa Thích Chí Chơn tên khai sinh là Trần Quang Luận. Thầy sinh năm 1963 tại Gia Lai. Hiện thầy đang đảm nhận các chức vụ và vai trò là trụ trì tu viện Khánh An. Địa chỉ 1055/3D, quốc lộ 1, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Giác Đạo, Cộng hòa Séc, trụ trì chùa Nhân Hòa, Cộng hòa Ba Lan, trụ trì chùa Pháp Hoa. Cộng hòa Liên bang Đức, ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban Văn hóa Trung ương, trưởng ban Văn hóa Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, thầy Thích Chí Chơn còn thường xuyên giảng dạy tại Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh môn nghệ thuật dẫn chương trình. Có thể thấy, thầy Thích Chí Chơn là một trong những nhà sư rất năng động và đóng vai trò chủ chốt tại nhiều ngôi chùa trong và ngoài nước. Ngoài nghiên cứu tu học, thầy còn thường xuyên tổ chức các buổi thuyết pháp tại nhiều chùa trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó, các khóa tu được tổ chức tại Tu viện Khánh An là một trong những chương trình được thầy duy trì thường niên. Nổi bật trong đó là các khóa tu với chủ đề Sống tỉnh thức có mặt cho nhau, hội trại, khóa tu mùa hè, vân vân. Chưa kể thầy còn tổ chức hoạt động thiền trà, ngồi thiền, vân vân với nhiều chủ đề có ý nghĩa dành cho Phật tử ở nhiều lứa tuổi quan tâm tham gia. Một số chủ đề thiền trà nổi bật như đêm thiền trà chủ đề mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, đêm thiền trà chủ đề hạnh phúc ngày đầu xuân, đêm thiền trà chủ đề có mặt cho nhau, vân vân. Thầy còn là một tấm gương sáng trong công tác an sinh xã hội, thành lập quỹ từ thiện với vai trò là cầu nối để các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa có thể thực hiện công tác thiện nguyện, giúp ích cho đời. Hoạt động thiện nguyện này đã được thầy cùng với các tăng ni, các Phật tử, mạnh thường quân trong và ngoài nước chung tay, góp sức duy trì trong nhiều năm qua. Mới đây, vào ngày 23 tháng 8 năm 2021, Tu viện Khánh An đã trao tặng 20 tấn gạo và 2.000 thùng mì cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại quận 12 và huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để góp sức cùng nhà nước trao tặng tới những gia đình, bà con trong vùng cách ly do Covid-19, đặc biệt là hỗ trợ những gia đình có người thân mắc bệnh. Trước và sau đó, Thượng tọa Thích Chí Chơn cùng các chư tăng tại Tu viện Khánh An cũng đã thực hiện rất nhiều hoạt động thiện nguyện khác như ngày 18 tháng 9 năm 2021. Trao tặng 10 tấn gạo và 5 tấn rau củ quả cho bà con khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 22 tấn gạo tới 3 địa bàn thuộc quận 7 và quận 2, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ nhằm giúp sức cho bà con khó khăn do Covid-19 vào ngày 2 tháng 8 năm 2021, ngày 30 tháng 7 năm 2021, thầy Thích Chí Chơn đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 8 tấn gạo hỗ trợ các gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng do dịch bệnh, phát quà từ thiện cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2. Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Huyết học truyền máu thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018, tháng 7 năm 2017, Tu viện Khánh An tổ chức chuyến từ thiện ở Hà Giang, trao tặng điểm trường tiểu học Xèo Lùng Sán tại xã Lũng Trinh, Mèo Vạc. Tháng 12 năm 2016, Tu viện Khánh An tổ chức hành trình trao quà cho bà con ở 3 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do lũ lụt, vân vân. Giảng pháp là một trong những hoạt động được thầy Thích Chí Chơn duy trì đều đặn. Các bài thuyết giảng của thầy khá đa dạng, chủ đề như chuyên đề Phật học, đạo Phật và các vấn đề xã hội, hỏi đáp kiến thức Phật giáo. Và khi thuyết pháp về chủ đề nào, ở bài giảng nào, thầy cũng để lại ấn tượng sâu sắc tới Phật tử bởi chất giọng ấm áp, từ tốn, cách sử dụng từ ngữ vô cùng gần gũi, dễ hiểu. Tu viện Khánh An nơi thầy Thích Chí Chơn làm trụ trì nằm trên khu đất rộng hơn 6.000m² tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những ngôi chùa lớn của thành phố, nổi bật với lối kiến trúc ấn tượng. Không chỉ nhiều Phật tử gần xa biết tới tu viện tới đây chiêm bái,
tham gia các khóa tu mà còn có rất nhiều bạn trẻ vô cùng thích thú tới tham quan và chụp hình kỷ niệm. Bởi lối kiến trúc lạ của tu viện rất khác biệt so với những ngôi chùa ở Việt Nam nên nhiều người còn ví von tu viện Khánh An như ngôi chùa Nhật Bản. Ngôi chùa mang hơi hướng của xứ Phù Tang hay một Nhật Bản thu nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Tuy nhiên, theo thầy trụ trì Thích Chí Trơn thì kiến trúc của tu viện Khánh An chính xác là xây theo phong cách chùa cổ của người Việt Nam. Đây chính là lối kiến trúc nguyên sơ của những ngôi chùa Phật giáo Bắc Tông. Tu viện không trang trí các hình tượng rồng phượng hay hoa văn sặc sỡ như nhiều ngôi chùa khác vì đây là những nét trang trí ứng dụng trong văn hóa cung đình. Còn về phần màu sắc, tu viện cũng không sơn màu vàng như những ngôi chùa khác mà sử dụng những gam màu hiện hữu thân thuộc với văn hóa lúa nước của người Việt Nam như màu đỏ gạch của đất, màu xám của khói chiều bảng làng, màu trắng của vôi tôi. Nếu tìm hiểu kỹ hơn nữa thì nhiều Phật tử có thể sẽ phải trầm trồ với bề dày lịch sử của ngôi chùa Khánh An. Diện mạo của ngôi chùa như hiện tại là do được xây dựng, trùng tu, tôn tạo khá nhiều lần. Trước kia, ngôi chùa này nằm trong địa phận của thôn An Lộc Đông, nhưng sau này đã được sáp nhập với thôn Hạnh Phú để thành xã An Phú Đông, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định cũ. Ngày nay, ngôi chùa nằm trong địa phận của phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Khánh An từng là một trong những căn cứ bí mật của các chiến sĩ cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Do đó, địa danh này chính là nơi đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc. Trong khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Thượng tọa Thích Chí Hiền đã xây dựng chùa Khánh An để tập hợp những người yêu nước chống thực dân Pháp. Bản thân Thượng tọa cũng là một thành viên của tổ chức yêu nước. Khi mới xây dựng, ngôi chùa được gọi là chùa Thầy Năm Phận hay chùa Thầy Phận, tên thế danh của thầy trụ trì Chí Hiền. Tháng 7 năm 1939 là dấu mốc lịch sử của cuộc họp bầu chi bộ đảng đầu tiên của 9 đảng viên Đảng Cộng sản. Sau này, Thượng tọa Thích Chí Hiền cũng được kết nạp vào đội ngũ này. Ngôi chùa đã chứng kiến rất nhiều phong trào cách mạng trong thời gian này. Tới năm 2001, ngôi chùa được trùng tu lại với khuôn viên lớn hơn. Sau này, ngôi chùa được xây mới hoàn toàn trong khuôn viên và chính thức được đổi tên thành Tu viện Khánh An. Năm 2007, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã công nhận Tu viện Khánh An là di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp thành phố. Ngày nay, Tu viện Khánh An không chỉ là một địa chỉ tâm linh nổi tiếng được các chư tăng Phật tử chiêm bái thiền tự mà còn là một địa chỉ lịch sử văn hóa được đông đảo Phật tử gần xa về đây tụ hội, và với các bạn trẻ thì đây là địa điểm check-in lý tưởng với nét kiến trúc độc đáo. Đặc biệt, ngoài tổ chức các ngày lễ, ngày hội giống như những ngôi chùa khác như ngày lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, rằm tháng Giêng, v.v. thì Tu viện Khánh An còn là nơi tổ chức nhiều hoạt động khác như lễ Hằng Thuận, các buổi sinh hoạt giáo lý, các chương trình tu học, các khóa tu dành cho Phật tử, và là địa điểm tổ chức các buổi hội họp sinh hoạt tôn giáo của Giáo hội Phật giáo.